Lời Chúa ngày thứ tư sau Chúa Nhật thứ hai mươi tám thường niên Xin chị em, mỗi ngày thứ tư chúng ta nhớ đến các gia đình và cầu nguyện cho những gia đình Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau Nhìn bên ngoài thì có vẻ hạnh phúc, có vẻ bình an Nhưng thường nói với tôi rằng Trời ơi, đấy chỉ là cái bên ngoài thôi Hay chỉ là một vài cơn gió mát thôi còn mùa hè oai ả suốt đấy cha ơi Sống trong chăn mới biết chăn có rận Nhưng chị em sống để sống gia đình Ai cũng có những cái khó khăn Ai cũng có những cái nỗi khổ Vật chất, tinh thần Hai cái gánh nặng nó đè trên đời sống gia đình Mà nếu gia đình nào có được lòng thương xót Chúa Tôi tôi chứng kiến được Có những gia đình hạnh phúc Khi mà họ nhận biết được lòng Chúa thương xót Hai vợ chồng Bé đứa con vô tạ ơn mới sáng hôm nay sau 18 năm hiếm muộn và 10 năm anh chồng đi hoang khi chạy đến cầu nguyện lòng Chú thương xót cái đây hơn một năm bây giờ anh chồng được ơn quay trở về rồi hai vợ chồng có được một đứa con hơn một tuổi đứa bé rất dễ thương và gia đình họ hạnh phúc lắm trước kia có công ăn việc làm có tiền dư của để nhưng không hạnh phúc vì cô vợ cô nói thú thật với cha con đậu gốc nhưng mà con chẳng biết gì đến lòng thương xót chúa cả hôm tối hôm qua tôi có việc đi ra ngoài đón cái xe ôm mãi không được mấy anh ráp anh ấy vẫy mà anh cũng không thèm đi bảo sao khi họ chẳng thế không biết bảo nó bảo là đi xa nó mới đi đi gần nó không thèm đi thế tôi mới gọi cái anh xe ôm ngay phía trước cổng trung tâm anh đi cái xe cà rịch cả tháng đến nhìn thấy tội quá thôi tôi cũng cứ leo lên cái xe ngồi ấy kể chuyện đời anh nói con là bộ đạo mới con lấy vợ là đạo công giáo đạo gốc rồi con theo đạo có được ba đứa con con cho rửa tội hết đến lúc mà vợ con nó đang sống với con cái đây 9 năm thì nó nghe theo cái thằng nào đó đến nói mày sống với thằng này sẽ ôm này khổ lắm biết bao giờ mới ngóc đầu lên được cho nên vợ con nó vì ham tiền nó bỏ con thế thì khi mà bỏ con rồi mà vợ con là đạo gốc con tân tổng con cứ bám lấy chúa thì con sống trong gia đình chung với anh em ruột thịt nó bảo là mày theo đạo mày không được ở đây Bởi vì mày muốn ở đây thì mày phải bỏ đạo ở đây không có hai bàn thờ được bàn thờ chúa bàn thờ phật không được nhà toàn đạo phật mày đạo chúa không được mày bỏ chúa đi vợ mày bỏ mày rồi thì mày cũng bỏ chúa đi thì con trả lời với anh em con là Vợ tao nó bỏ tao nhưng tao không bỏ chúa Cho nên con dọn ra con đi thuê nhà riêng ở Cái nhà cái gầm cầu nuôi ba đứa con Ba đứa con của con cho đi học giáo lý đầy đủ Xưng tội rước lễ thêm sức bao đồng Mà bây giờ thì con bệnh quá Có được cái xe chạy nhưng không có bằng Cho nên là thấy cái đèn đỏ mắt nhắm mắt mở chạy Bị cảnh sát gọi lại nó tịch thu cái xe mất Bây giờ phải nộp uh, tiền phạt mới cho lấy xe ra 10 ngày Bảo với cái xe này xong mà nó tàn thế này Bảo thế này xe này con đi con thuê Mỗi ngày mấy trăm ngàn rồi con chạy Thì thưa anh chị em thấy tội Có điều là anh nói rằng anh, Tôi nghe anh nói mà tôi thấy xấu hổ đó là Thì con cứ bám với chúa rồi cha ơi trời. Không theo ai hết Con cứ đi theo chú thôi Bây giờ là con về con ở dưới gầm cầu rồi Ngày nào con đi lễ con chạy đến với chúa Con giúp việc nhà thờ được cái gì con giúp Còn giờ chạy xe ông mà con bám chặt lấy Chúa con không có bỏ Chúa đâu con nói với cha rồi mà vợ con nó bỏ bỏ con không bỏ Chúa tôi nói nhưng mà giờ anh khổ quá vậy sao cậy nó với cha con có Chúa mà cha anh nói tôi như vậy hóa ra mình tưởng mình khuyên anh ấy hóa ra anh ấy đang khuyên mình anh đang khuyên mình để sống cái đình bi đát như thế mà cứ cứ bán với Chúa rồi cha ơi giờ bị bệnh trĩ mà mua tiền cắt rồi thêm bao tử rồi đủ thứ bệnh hết mà bệnh trí mà chạy xe ngồi như vậy thì đau cỡ nào mà con kín nghĩ ra nghĩa lợi Con cầu xin Chúa Chúa ban xích cho con con chạy Có tiền nuôi ba đứa nhỏ ăn học Mà toàn mấy sơ với người ta nuôi Chứ con đâu có nuôi nổi tụi nó Mà nó ngoan lắm già đạo đức tốt Thấy vui lắm Chính anh là người mà Con không bỏ Chúa đâu cha ơi Nhớ con nó bỏ bỏ con không bỏ Chúa rồi có mấy bà mẹ nuôi ở con thấy con tội quá nói con thôi vợ mày nó bỏ mày rồi thôi tao làm mai cho mày con khác con kia nó giàu mày đi lấy vợ mới đi cái thằng này, anh này anh bảo con đã có bí tích hôn phố rồi con đưa vợ con đến nhà thờ rồi là con giờ nó bỏ con chứ con không bỏ nó mà con không bỏ chúa mà con không có lấy vợ nào khác hết đó nó giàu giàu kệ nó vì con chỉ đi theo chúa chứ không đi theo con nào khác nói ghê không mới gặp anh em mình thôi thì đang là nghèo nghèo <laughs> nó dầu dầu, rồi nó giàu giàu rồi mới vớt luôn cho rồi đi kệ nó nó nuôi cho mình ba thằng con cũng đỡ khổ phải không không nhất định không là không bà mẹ nuôi nhân dụ mãi vẫn nhất định không là không nói từ ngày mà con biết lòng thư xót chúa rồi trai đưa con cái máy con nghe là bây con cứ bám với chúa không bám với ai nữa kệ nó cái con kia nó bám con con không bám nó mình bám lấy tiền bám lấy quyền bám lấy chức bám chặt đến mức độ mà hết tuổi rồi vẫn còn bám đúng không bám chặt đến mức độ mà không nhường lại cho ai cứ làm như thử là không có mình thì không ai làm được xin lỗi không có mợ chợ vẫn đông phải không ạ có mợ chợ còn đông hơn <laughs> không chừng <laughs> đừng có nói thì trong đời sống gia đình thấy có những cái tấm gương sáng như vậy chia sẻ với anh chị em để gia đình mình nhớ Bám chặt lấy lòng thương xót Chúa như cái anh xe ôm Bám chặt lấy lòng thương xót Chúa Để cái bình an sâu thẳm Chúa ban cho mình lô bảo là vượt mọi trí hiểu biết Bình an ngự trị trong tâm hồn mình Mà đi với anh ấy Cái xe thì cà rịch cà tạng Lúc đi đến nơi thì đỡ Lúc về nhà đang đi nửa đường thì nó tắt máy Xuống hai cha con vừa người đẩy người đạp mãi chẳng được Tôi nói thôi giờ trễ rồi tôi tôi đi bộ về và tôi cha thông cảm với con nhé có gì cha nhớ đi đâu cho anh chứ gọi con đi với con nữa, cha ủng hộ cho con đi với anh cứ nửa đường đi bộ về chắc chết nhưng mà bỏ thôi được rồi nào tôi đi đâu tôi gọi anh Thế tôi lững thững tôi đọc bao lâu thì đi bộ về còn anh thì vô cái tiệm anh ngồi anh sửa xe mà vẫn cứ vui vẻ vậy cha nhớ đi đâu cha ủng hộ con thì bảo được xe của anh nó như vậy nhưng mà tâm lòng của anh nể phục còn bao nhiêu người có xe hơi bao nhiêu người có nhà lầu bao nhiêu người có chức có quyền liệu tâm lòng có bằng anh xe ôm hay không mình xem nghe lời Chúa bài đọc một thư Phaolô lô gửi tín hữu Galat chương 5 câu 18 đến câu 25 bài trích thư của thánh Phaolô lô tông đồ gửi tín hữu Galat thưa anh em nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ đó là dâm bôn ô uế phóng đãng thờ quấy phù phép hận thù bất hòa ghen tương nóng giận tranh chấp chia rẽ bè phái ganh tị say sưa chè chén và làm nhiều điều khác giống như vậy tôi báo trước cho mà biết như tôi đã từng bảo những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Toàn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Giêsu Kitô thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước đó là lời chua mình xem lập lại câu đáp lạy chua ai theo ngài sẽ nhận được anh sang ban sự sông phục thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân chẳng bước vào đường quân tội lỗi không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng nhưng vui thu với lề luật chua nhầm đi nhầm lại suốt đêm ngày lạy chua ai theo ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sông người ấy tựa cây trồng bên dòng nước cứ đúng mùa là hoa qua trô sinh cành la trăng khi nào tàn tạ người như thế làm chi cũng sẽ thành ác nhân đâu được vậy chung khác nào vo châu gió bay đi vì chúa hằng che chớ néo đường người công trinh còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong lạy chúa ai theo ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống hallelujah hallelujah chúa nói chiên của tôi thì nghe tiếng tôi tôi biết chung và chung theo tôi hallelujah Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 11, câu 42 đến 46. Luca 11, 42 đến 46. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho các ngươi, hỡi các người Pha-ri-siêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến thiên chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các ngươi, hỡi các người pha ri siêu các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các ngươi, các người như mồ mả không có gì làm giấu người ta, dẫm lên mà không hay. Một số các nhà thông luật lên tiếng rằng: Thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật, các ngươi chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không đập vào. Đó là lời chua Thưa anh chị em, trưa ngày Chúa Nhật 27 tháng 9 năm 2020, Đức Thánh Cha Phan Cô đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với khoảng 400 tín hữu tại quảng trường Thánh Phaero. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa bài tin mừng của Chúa Nhật thứ 26 thường niên năm A, kể lại dụ ngôn hai người con được cha bảo đi làm việc trong vườn nho Người thứ nhất ban đầu chối từ nhưng rồi hối hận và đi làm. Người thứ hai thì ngược lại. Đức Thánh Cha nói, Anh chị em thân mến, tại đất nước tôi, người ta nói, thời tiết xấu, mặt đẹp. Với bộ mặt đẹp này, tôi nói, chào anh chị em. Khi rao giảng về nước Thiên Chúa, Chúa Giêsu chống lại thứ đạo đức không ảnh hưởng tới cuộc sống con người không đặt câu hỏi cho lương tâm và trách nhiệm con người trước thiện ác. Chúa cũng chứng tỏ điều đó qua dụ ngôn hai người con được trình bày hôm nay trong bài tin mừng Matthew, chương 21, câu 28 đến câu 32. Khi được người cha mời đi làm việc trong vườn nho, người con thứ nhất mạnh mẽ khước từ, nhưng rồi anh ta hối hận và đi làm. Trái lại, người con thứ hai ưng thuận ngay, nhưng trong thực tế lại không đi. Sự vâng lời không hệ tại trả lời là vâng, nhưng lại không làm. Vâng lời hệ tại nói vâng hoặc không. Vâng lời không hệ tại nói không hay là vâng, nhưng hệ tại hành động. Vâng lời hệ tại hành động, làm việc trong vườn nho, trong sự thực hiện nước Thiên Chúa. Qua ví dụ đơn sơ này, Chúa Giêsu muốn vượt thắng một thứ tôn giáo chỉ được coi như là một việc thực hành bề ngoài theo thói quen chứ không ảnh hưởng tới cuộc sống và thái độ con người tôn giáo hời hợt chiếu lệ theo nghĩa xấu của từ này đức Thanh cha giải thích rằng những người chủ chốt của thứ tôn giáo bề ngoài mà chúa giêsu phê bình chính là các thủ lãnh tư tế và các kỳ lão trong dân như Chúa cảnh giác. Trong nước Thiên Chúa, họ sẽ bị những người thu thuế và gái điếm vượt qua. Lời quả quyết này không được làm cho chúng ta hiểu rằng những người không tuân giữ dây răn của Thiên Chúa và Luân Lý là những người làm điều tốt và đến độ nói rằng những người đi nhà thờ còn tệ hơn chúng ta. Chúa Giêsu không coi những người biệt phái và gái điếm như mẫu gương cuộc sống. Nhưng như những người được ưu tiên nhờ ơn thánh. Và tôi muốn nhấn mạnh từ ơn thánh vì sự hoán cải luôn luôn là một ơn thánh. Ơn thánh mà Thiên Chúa ban cho bất kỳ ai cởi mở và trở về với Ngài. Quả vậy, những người ấy khi nghe Chúa giảng đã thống hối và thay đổi cuộc sống. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ đến Matthew, vốn là một người thu thuế cho ngoại bang, một người phản bội tổ quốc của mình. Người tốt hơn chính là người con thứ nhất, không phải vì anh ta từ chối lời dạy của cha, không phải, cái đó không tốt. Nhưng vì sau khi từ chối, anh ta hoán cải và thi hành. Thiên Chúa kiên nhẫn với chúng ta chúa không mệt mỏi không bỏ mặc sau khi chúng ta khước từ chúa cũng để chúng ta tự do lìa xa ngài và lầm lẫn nhưng ngài nóng lòng chờ đợi sự ưng thuận của chúng ta để sau đó nhận chúng ta trong vòng tay hiền phụ của ngài và làm cho chúng ta được tràn đầy lòng thương xót vô biên của ngài niềm tin nơi thiên chúa đòi chúng ta hàng ngày canh tân sự chọn lựa điều thiện so với điều ác chọn lựa sự thật thay vì gian dối chọn lựa yêu thương thai nhân thay vì ích kỷ ai hoán cải chọn lựa như thế sau khi đã cảm nghiệm tội lỗi thì sẽ tìm được những chỗ đứng thứ nhất trong nước trời. Nơi mà có sự vui mừng lớn lao hơn vì một người tội lỗi hoán cải hơn là 99 người công chính. Nhưng hoán cải là một tiến trình thanh tẩy khỏi những rác rưởi luân lý. Sự thanh tẩy ấy không bao giờ là không đau đớn. Hành trình hoán cải luôn tiến qua khổ giá. Không có sự thanh thiện nếu không có sự từ bỏ và không có chiến đấu thiêng liêng. Sự tiến bộ thiêng liêng bao gồm khổ chế và hãm mình. Dần dần, chúng dẫn tới cuộc sống trong an bình và vui tươi của các mối phúc. Tin mừng hôm nay đặt lại vấn đề lối sống Kitô. Lối sống này không được hình thành bằng những giấc mơ hoặc những khát vọng đẹp đẽ, nhưng bằng những dấn thân cụ thể để ngày càng cởi mở đối với thánh ý Thiên Chúa và yêu thương anh em. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: Xin mẹ Maria Chí Thánh giúp chúng con ngoan ngoãn vâng theo tác động của Chúa Thánh Linh là đấng làm cho sự cứng cỏi của tâm hồn trở nên mềm dịu, thúc đẩy sẵn sàng thống hối để được sự sống và ơn cứu độ Chúa Giêsu đã hứa. Thưa anh chị em, Đức Thánh Cha Francisco nói về việc mà Chúa Giêsu chống lại cái thứ đạo đức không ảnh hưởng tới cuộc sống con người không đặt câu hỏi cho lương tâm và trách nhiệm con người trước thiện ác. Chúa Giêsu muốn vượt thắng một thứ tôn giáo chỉ được coi như một việc thực hành bề ngoài theo thói quen chứ không ảnh hưởng tới cuộc sống và thái độ con người. Một thứ tôn giáo hời hợt chiếu lệ. Một thứ tôn giáo mà ngày hôm qua Chúa Giêsu nói là chỉ chui đến rửa cái bên ngoài mà không thanh tẩy cái bên trong. Một thứ tôn giáo mà ngày hôm nay Chúa nói với những người Pha-ri-siêu, nói với những người thông luật là khốn cho các người. Hỡi những người Pha-ri-siêu, các người nộp thuế thập phân bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà lại sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Lẽ ra các điều này phải làm và các điều kia cũng không được bỏ. Ngươi chỉ lo những cái chuyện nhỏ nhặt tỉ mỉ phụ thuộc không cần thiết mà bỏ qua cái điều quan trọng điều chính yếu như là đức thánh cha Francisco nói một thứ tôn giáo mà chỉ có bên ngoài chỉ theo thói quen mà không ảnh hưởng tới cuộc sống và thái độ con người một thứ tôn giáo hời hợt chỉ lo cái hình thức bên ngoài chỉ lo chăm chăm chú chú và những cái lề luật tỉ mỉ làm nô lệ cho lề luật luật nói rằng là phải nộp thuế thập phân vân hương rau cỏ những cái thứ lặt vặt đó mà cái điều cốt yếu điều cốt lõi điều chính yếu đó là việc công bình và lòng yêu mến thiên chúa có những ông chủ đại gia đi đâu cũng được xứ này xứ kia đón tiếp trọng vọng vì cúng cái này cúng cái nọ, cúng cái kia. Nhưng mà điều quan trọng là khi ông ấy làm ông chủ, ông lại không giữ đức công bằng với công nhân của mình. Biết bao nhiêu người công nhân than phiền về cái lỗi đức công bằng, chưa kể là bác ái. Chưa kể là bác ái. Nhưng mà đi đâu cũng được trọng vọng vì người ta nhìn cái bên ngoài, rồi chúng ta cũng đánh giá cái bên ngoài, ông ấy rộng lượng dân cúng thế này thế kia. Nhưng mà cái cốt lõi là đức công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa thì lại không có. Thánh Phaolô bảo đức tin phải diễn tả qua đức ái. Jacob bảo là đức tin không có việc làm là đức tin chết. Khi mình tin vào Thiên Chúa, khi mình tín thác vào Thiên Chúa thì phải diễn tả lòng thương xót đó ra việc thực hành lòng thương xót. Thực hành lòng thương xót mà nói rằng bác ái mà không có công bằng làm sao có bác ái thực hành lòng thương xót là yêu mến Thiên Chúa và sống công bằng với anh chị em của mình. Và ngay cả ta cũng chẳng công bằng với Thiên Chúa. Nhận được biết bao nhiêu ơn của Chúa mà ta có đáp đền ơn của Chúa không? Mà ta đáp đền ơn của Chúa không phải là ta làm gì cho Chúa. Nhưng như Thầy đã rửa chân cho anh em, thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Chúa đâu đòi phải rửa chân cho Chúa đâu. Mình sẵn sàng rửa chân cho Chúa Mua nước hoa Ba số năm hay bốn số năm gì đó Rồi Cái gì thượng hảo nhất Mình dâng cho Chúa Chúa bảo Những gì các con làm cho một trong những người bé mọn nhất của ta Là các con làm cho ta Chúa nói với Thánh Faustina rất rõ ràng Là con làm cho chị em của con là con làm cho ta Con xúc phạm đến chị em của con là con xúc phạm đến ta. Vậy thì nếu mình không sống đức công bằng với anh chị em của mình, mình cũng không công bằng với Thiên Chúa. Vì mình nhận ơn của Chúa mà mình không chia sẻ cho anh chị em của mình. Mình bảo tôi trả lại dâng lên cho Chúa. Mà thực sự mình có phải vì yêu mến Chúa không? Có vì vinh danh Chúa không? Hay là vinh danh mình? Tôi dân cũng phải rau tên, phải có bảng vàng, phải có chỗ riêng rồi. Cái gì cũng phải được ưu tiên, thậm chí là ưu tiên đọc sách thánh, ưu tiên dân của lễ nữa. Lúc lâu mình cũng nên thay đổi, đi. gọi mấy đứa mồ côi cho dân của lễ. Đi. Trong giáo sứ gọi cái ông sợ ôm với lại cái bà ve chai cho dân của lễ đi. Rồi rước đoàn đồng tế ra tham dự thánh lễ đi. cho mấy đứa xì ghe ma túy rồi cho mấy cái cô làng chơi cho họ đi rước được không lâu mình đổi đổi kiểu đi thử coi nên là mấy người ngoại đạo vô thì mình làm như vậy để mình thấy được rằng là chúa không loại trừ ai cả và công bằng là mọi người đều được đối xử công bằng chứ tại sao nhất bên trọng nhất bên khinh như là thánh gia cô Bê bảo rằng là này anh em sao kỳ vậy trong cuộc họp mấy người đi vào thì Chẳng ai chào hỏi gì cả. Nhưng mà thấy người gấm vóc lụa là họ đi vào. Thì anh em sung suy đã đón họ và đặt họ vào cái chỗ riêng. Như vậy. Anh em có đối xử công bằng hay không? Các cô bê nói. Cuộc họp như vậy. Có còn là cuộc họp có chúa ở nằm giữa hay không? Khốn cho các ngươi, những người pha đi siêu. Các ngươi thích ngồi ghế đầu trong hội đường. Thích người ta chào hỏi nơi công cộng Thích ngồi ghế đầu trong hội đường. Thích được người ta chào hỏi nơi công cộng Háo danh Thích nổi Có những người thích nổ Thích tranh Làm cái gì cũng phải được người ta biết đến Làm cái gì cũng phải được ưu tiên ưu ái Cái gì cũng phải chiếm số một Khốn cho các người Cái khốn thứ ba Khốn cho các người Các người như mồ mả Không có gì làm dấu Người ta dẫm lên mà không hay, Hiểu? như là cái mồ mả chẳng còn cái gì hết. Người ta dẫm lên mà không hay. Một số một người trong số các nhà thông luật lên tiếng hỏi: Thưa thầy, thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa? Đức có bộ không? À, tôi xin lỗi ông, tôi hơi nói hơi quá lời, tôi xin lỗi ông nhé. Không biết là có ông ở đây, ông là người có chức ông là người có quyền, ông là đại ân nhân của chúng tôi. tôi không có ý nói ông đâu. tôi nói cái vóc cái kìa. không nể nang gì. nói luôn đức Giêsu nói khốn cho cả các ngươi nữa hỡi những nhà thông luật, các ngươi chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các ngươi thì dù một ngón tay cũng không động vào. những nhà thông luật là những người làm ra luật dân do thái thời đó chịu sáu trăm mấy chục khoảng lệ luật trong đó có tới ba trăm sáu mươi khoảng luật cấm không được làm cái này không được làm cái nọ nhớ còn chưa nổi hung chi mà thực hành vậy mà chất lên vai người dân những gánh nặng không thể gánh nổi còn chính các ngươi thì một ngón tay cũng không động vào luật làm ra cho người ta thi hành còn mình thì miễn vậy là sao vậy thì khốn cho các người cho nên đức Thánh Phan Xích francisco nói rằng là chúa kiên nhẫn chờ đợi con người ta hoán cải quay trở lại chúng nhắc nhở mạnh như vậy để người Phá-ri-siêu, để những người thông luật tỉnh táo ra mà quay trở lại họ là những người vâng vâng dạ dạ rồi không làm họ là những người có chức trong mặt đạo trước mặt thế gian trước mặt người khác là những người rất đạo đức đúng là vâng vâng dạ dạ ngoan nhưng mà thực chất bên trong không làm theo lời Chúa mà chỉ làm theo ý của họ mà thôi để làm vinh danh họ mà thôi để chất trên vai người khác những gánh nặng mà họ không muốn làm chứ bảo họ chỉ nói mà không làm và như thế thì Phaolô bảo rằng là anh em để cho thần khí hướng dẫn thì không còn lễ thuộc vào luật lệ nữa. Những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng rõ. Phaolô cho chúng ta thấy một bên là xác thịt, một bên là thần khí, một bên là bóng tối, một bên là ánh sáng, một bên là con cái của ma quỷ của thế gian, một bên là con cái của thiên chúa, con cái của lòng Chúa thương xót. Và lúc nãy tôi nhẩm đếm những việc mà do xác thịt gây ra đếm được 14, 15 điều. Và còn những điều tương tự như vậy. Những việc cho tính xác thịt là dâm bôn, ô uế phóng đảng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bỉa phái, ganh tị, say sưa, chè chén và những thứ khác. 15 thứ kể ra và những thứ khác một bảng danh sách là những người sống theo tính xác thịt là những người thuộc về con cái của thế gian của ma quỷ những người đang làm nô lệ còn hoa quả thần khí đó là bác ái hoan lạc bình an nhẫn nhục nhân hậu từ tâm trung tín hiền hòa tiết độ không có luật nào chống lại những điều đó. Có luật nào chống người ta không được làm bác ái không? Có luật nào chống người ta không được trung tín, không được hiền hòa, không được tiết độ không? Còn sống theo lề luật, thì chúng ta thấy người ta, cái luật chỉ cấm cái này, thì người ta sẽ tìm biết bao nhiêu khe hở của lề luật. Ví dụ như là, bảo là phải ăn chay kinh thịt. Đúng không ạ? Mà khi mình vô, quán ăn mình ăn mình phải kinh thịt mà gọi những cái món mà nó không có thì mình được ăn thịt luật cho phép cho nên là vô gọi cho tôi một đĩa cua hoàng đế dạ thương nhà hàng chúng tôi không có cho tôi con tôm uh, càng xanh mỗi con hai ký nhà hàng chúng tôi không có cho tôi một đĩa đà điểu thượng hạng cho tôi gọi những cái thứ mà chắc chắn mình biết là không có. à luật bảo rằng khi mà gọi những thứ đó không có thì được ăn thịt. chúng ta thấy không? đó lách like luật đấy. hoặc là giống như tên cướp, nó đi ăn cướp uh, của người ta và đúng cái ngày ăn chay, nó cướp xong rồi nó tính hút, rút, rút, rút thuốc ra nó hút. nhưng mà cướp xong nó tính hút đứa thuốc nó bảo không. hôm nay ăn chay Kinh thịt cho nên là mình hy sinh không hút thuốc không hút thuốc mà đi cướp của giết người thì ăn thua cái gì còn rất nhiều cái rất nhiều cái chúng ta chỉ giữ những cái hình thức bên ngoài còn cái cốt lõi bên trong thì một là nó rỗng tuếch hai là nó tan nát hết rồi giống như là đi khám anh bạn khám một thầy cha bộ đồ lòng của con nó tiêu rồi lục phủ ngũ tạng nó không còn gì nữa Thế nhìn con khỏe khỏe vậy chứ mà bên trong không còn gì đâu trời Nát bét hết rồi Bảo con cái gì không Bảo có bác sĩ bắt kinh gì không Bảo bác sĩ bảo kêu mọi thứ nhưng mà được uống rượu bia tự do Thưa anh chị em Anh ấy thích uống bia uống rượu thì anh bảo là bác sĩ cho phép thôi Tôi bác sĩ nào bác, bác sĩ anh thì bác sĩ nào cái thì chúng ta thấy rõ ràng là khi mà để cho thần khí hướng dẫn sống nhờ thần khí thì hãy nhờ thần khí mà tiến bước sống trong tự do của con cái Chúa để thần khí hướng dẫn sống trong thần khí thì sinh ra những hoa trái là bình an hoan lạc tiết độ vân vân thì khi gặp một người ta có thể biết người đó là con cái của Thiên Chúa hay con cái của ma quỷ người đó được thần khí hướng dẫn hay là người đó đang để cho Satan hướng dẫn gặp một người mà gặp người đó xong mình thấy mình bình an thấy không ạ? gặp một người đó mà thấy xong mình thấy nó vui còn gặp một người mà thấy gặp xong thấy bất an người này sao mà toàn nói xấu người khác người này sao mà mở miệng ra là nói về tiền không người này mở miệng ra là khoe không danh vọng chức tước người này sao mà háo danh quá ta thấy liền ta thấy liền anh chị em vì Đức Giê-xu nói bụng có gì thì nó sẽ trào ra cái đó. Lòng dạ có gì thì nó trào ra ngoài miệng như thế đó. Cho nên mình không có che giấu được đâu. Mình có khéo che, khéo chắn lắm. Thì cuối cùng nó cũng gọi là giấu đầu, lòi đuôi. Thì hãy để cho mình nhận biết tôi cũng như anh chị em. Chúng ta là những con người tội lỗi. Chúng ta là những con người đang làm nô lệ. Nhưng đã được Chúa Giêsu đến đã đón nhận được lòng thương xót Chúa rồi. Chúng ta hạnh phúc vì mình biết được lòng thương xót Chúa rồi. Và hãy để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch rồi. Thì hãy đứng vững trong thần khí và để thần khí lôi đi, hướng đi, bước đi theo thần khí. Không có còn đường xưa lôi cũ, có bóng trăng thơ. Không có nối tiếc của hành củ tỏi Ai Cập gì nữa. Còn những người mà đang sống ở trong bóng tối của sự tội nô lệ cho ma quỷ, nô lệ cho lề luật bởi những cái mà Phaolô bảo là chè chén, ganh tị rồi dâm đặng nóng giận tranh chấp vân vân và vân vân thì hãy để cho máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả những cái đó rồi trỗi dậy mà bước đi với nhau trong thần khí của Chúa. Chúa luôn luôn kiên nhẫn đợi chờ, luôn kiên nhẫn đợi chờ cả hai người con mà nói rằng làm cái điều quan trọng là không phải là vâng hay là không vâng. Mà cái điều quan trọng là làm. Cho nên Paulo bảo là dù cất bì hay không cất bì điều đó không quan trọng gì cả. Điều quan trọng là, thưa anh chị em, điều quan trọng đó là trong Đức Giêsu Kitô Đức tin hành động nhờ Đức ái. Chứ còn tất cả những cái bên ngoài không quan trọng gì biết rằng tôi không như anh chị em đều là những con người tội lỗi đều là những con người mà nếu không có ơn của Chúa không có lòng thương xót của Chúa thì ta cũng được hoặc là bị nghe Chúa nói khốn cho người khốn cho người khốn cho người nhưng chúng ta đã là người biết mình tội lỗi xin thật khi hướng dẫn bây giờ ta là những con người có phúc phúc vì mình đã tin như là Đức Maria phúc cho bà vì đã tin mọi điều Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Chúng ta cũng là những người có phúc vì tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Amen. Xin mẹ, giá của chúng con. Xin mẹ bà con cùng anh em thân thua. trên mọi người xin dâng cho mẹ chọn niềm tin phó thác cho mẹ xin dâng cho mẹ chọn tình con nên yêu mẹ chung nhau vui buồn không than vắng gì cùng nhau kết liên thân tình là con một nhà xin dâng cho mẹ dọn niềm tin phó thác cho mẹ xin dâng cho mẹ chọn tình con nên yêu mẹ